Minh Hà hạnh phúc nói về ý trời, thừa nhận đi theo Lý Hải để tô điểm cho chồng. Tình cảm son sắt, bền chặt của vợ chồng Lý Hải Minh Hà luôn khiến khán giả vô cùng ngưỡng mộ. Sau nhiều năm kết hôn, Lý Hải và Minh Hà vẫn duy trì tình cảm đầy ngọt ngào, lãng mạn dành cho đối phương. Mới đây, trên trang cá nhân, Minh Hà đã hào hứng khoe khoảnh khắc sánh đôi cùng chồng tại một sự kiện. Bên cạnh đó, người đẹp còn hạnh phúc thừa nhận bản thân đi theo Lý Hải chỉ để tô điểm. Cụ thể Minh Hà tâm sự, gặp được nhau là do ý trời, còn có thể nỗ lực ở cạnh nhau không, vẫn là do ý người. Thừa diện kiểu cánh hồng mong manh đi theo tô điểm cho chồng thế thôi. Ở dưới phần bình luận, cư dân mạng sau khi ngắm những hình ảnh mới nhất của vợ chồng Lý Hải Minh Hà đều bày tỏ sự ngưỡng mộ và không khỏi ghen tị. Hai người càng ngày càng giống nhau giữ luôn quá đỉnh, ước có được một tình yêu viên mãn nghĩa phu thê như anh chị, bà mẹ bốn con mà đẹp quá trời chị ơi. Ngưỡng mộ gia đình chị quá. Cách đây không lâu, Minh Hà từng tâm sự với Sao Star cách vợ chồng cô cân bằng thời gian dành cho công việc và các con, tôi và anh Hải phải ép mình vào trong một khuôn mẫu. Chẳng hạn như tối dù làm việc đến 3 đến 4 giờ sáng, những sáng 6 giờ tôi vẫn phải ép bản thân mình dậy ôm con rồi ngủ tiếp. Buổi chiều vợ hoặc chồng phải đi đón con rồi duy trì giờ cơm gia đình. Tôi khá là lạc hậu, rất ít khi để gia đình ăn ngoài, đi chơi, bởi lẽ tất cả quỹ thời gian rảnh đều dành hết cho con, gia đình.